Du lịch 360 xin kính chào quý cô bác. Ở trước mắt quý vị đó chính là cây cầu vượt sông Hồng ở núi tỉnh Thái Bình và Nam Định. Và như quý vị nhìn thấy thì toàn bộ cây cầu đã được hợp long, và phần mố cầu ở bên xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy đã được san lấp đất và để nối liền giữa tuyến đường bộ ven biển ở bên phần xã Giao Thiện. Và theo du lịch 360 được biết thì trên mặt cầu sẽ sớm được trải nhựa và sẽ sớm được thông xe. Mời quý vị đó chính là cầu vượt sông Hồng ở nối hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Và tổng mức đầu tư cho cây cầu này gần 1.000 tỷ đồng đang dần được hoàn thiện. Và trước mắt quý vị là đây là khu vực mảnh đất ở trên xã Giao Thiện, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, và cầu được nối sang tỉnh Thái Bình, ở cụ thể là xã Nam Phú, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Và trước mắt quý vị đó chính là cây cầu ở vượt sông Hồng ở nối tỉnh Nam Định và tỉnh Thái Bình. Lát nữa mình sẽ quay đến đoạn giữa cầu để cho quý vị cùng xem và tham khảo khu vực Hợp Long. Và theo như du lịch 360 được nhìn thấy thì khu vực Hợp Long đã xong phần đổ bê tông ở khu vực chính giữa. Và theo du lịch 360 được biết, cây cầu có tổng chiều dài là 1,4 km với 27 nhịp, trong đó có 5 nhịp cầu chính và nhịp chính giữa sông vượt khẩu độ 120m. Và tuyến đường bộ ven biển ở giai đoạn qua tỉnh Thái Bình thì có tổng chiều dài khoảng 43 km với tổng mức đầu tư lên tới 4.000 tỷ đồng. Tuyến đường này có vai trò quan trọng để kết nối khu kinh tế biển Thái Bình với các vùng lân cận kinh tế trọng điểm. Và sau khi cây cầu này được đưa vào hoạt động thì sẽ thúc đẩy kinh tế cũng như giao thông, đặc biệt là rút ngắn thời gian di chuyển từ tỉnh Thanh Hóa đến tỉnh Quảng Ninh. Và cây cầu này thì có khoảng 27 nhịp so với cầu Tam Tòa đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, thì cầu Tam Tòa có khoảng 29 nhịp, hơn 2 nhịp so với cầu vượt sông Hồng ở Thái Bình và Nam Định. Và đây là khu vực cầu trên khu vực đất của xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Và tuyến đường ven biển đi qua tỉnh Thái Bình khoảng 43 km và qua phần tỉnh Nam Định khoảng 65 km đã và đang hoàn thiện và chờ ngày chính thức thông xe toàn tuyến. Và nhìn chung thì tuyến đường cầu vượt sông Hồng qua tỉnh Thái Bình và Nam Định đã hoàn thành được khối lượng công việc khá là lớn. Và nhìn chung thì trên mặt cầu thì đã được hoàn thiện phần đổ bê tông và chỉ chờ giải nhựa ở trên mặt cầu, cũng như hoàn thiện hai bên phần mố cầu. Và tuyến đường bộ ven biển từ Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh dài khoảng 550 km đi qua 6 tỉnh thành. Và theo du lịch 360 được biết thì cầu vượt sông Hồng nối tỉnh Thái Bình và Nam Định với tổng số vốn gần 1.000 tỷ đồng, với chiều dài của cây cầu khoảng 1,4 km đang dần được hoàn thiện sau 3 năm thi công. Và như mọi người nhìn thấy thì điểm chính giữa đã được đổ bê tông, và đây là toàn tuyến ở trên cây cầu. Và bây giờ thì hai bên phần mố cầu tiếp tuyến đường đang được thi công. Và trong đó cây cầu này nối tuyến đường ven biển Thái Bình và Nam Định, trong đó đoạn qua Nam Định dài 65 km với tổng mức đầu tư khoảng 2.655 tỷ đồng, đi qua 23 xã, thị trấn thuộc huyện Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng. Và theo đó thì tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thái Bình thì có tổng chiều dài khoảng 43 km với tổng mức đầu tư lên tới 4.000 tỷ đồng. Tuyến đường này có vai trò rất là quan trọng. Và nhìn chung thì tuyến đường cầu vượt sông Hồng nối qua tỉnh Thái Bình và Nam Định, như quý vị đã nhìn thấy thì khu vực cầu thì đã được đổ bê tông xong và chỉ còn hai bên mố cầu đang được tiếp tục
kỳ công. Và mặt cầu thì còn phần giải nhựa. Và đây chính là 5 nhịp điểm chính trong 27 nhịp của cầu ở vượt sông Hồng. Còn đây chính là 2 nhịp cầu chính trong 27 nhịp cầu ở khu vực chính giữa, ở khu vực hay còn gọi là hợp long trên cầu. Và Du lịch 360 còn tiếp tục cập nhật ở những thông tin video về cây cầu vượt sông Hồng nối tỉnh Thái Bình và Nam Định cho quý vị cùng xem và tham khảo.